đối cấm uống nước vào 8 thời điểm này kẻo tai mạng, hai đến mấy cũng không uống. Xin vui mừng được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sức Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, nước là một phần quan trọng của cơ thể chúng ta khi nó chiếm đến 70% cơ thể. Bạn không ăn thì vẫn có thể duy trì sự sống từ 2 đến 3 tuần, thế nhưng nếu không uống nước thì bạn chỉ có khoảng 2 đến 3 ngày để sống mà thôi. Nước giúp hỗ trợ các hoạt động hệ tiêu hóa, đốt cháy calo và duy trì thân nhiệt ổn định của cơ thể. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghe thấy thông tin uống nước có thể gây hại cho sức khỏe, gây ra những căn bệnh về thận hay ngộ độc hay chưa? Điều này có thể khiến cho bạn ngạc nhiên, thế nhưng đây lại là sự thật. Theo các chuyên gia về sức khỏe, việc chúng ta uống quá nhiều nước cũng không hề tốt cho sức khỏe chút nào. Thêm vào đó, uống nước vào 6 thời điểm này trong ngày thì chẳng khác nào uống thuốc độc cả. Vì vậy, bạn tuyệt đối không nên uống nước vào những thời điểm mà Sức Khỏe Mỗi Ngày giới thiệu sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi. Bổ sung đủ nước mỗi ngày là việc làm rất quan trọng, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng gần đây. Nhưng có những thời điểm không nên uống nước bởi có thể gây hại cho sức khỏe mà bạn cần đặc biệt chú ý. Thứ nhất, khi cơ thể bạn đã uống quá nhiều nước. Nước quả thật có vai trò đặc biệt quan trọng với cơ thể. Con người có thể nhịn ăn được vài ngày nhưng không thể nhịn uống nước. Chất lọc này chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, một số người lại lầm tưởng về các khuyến cáo tăng cường uống nước. Họ cho rằng uống càng nhiều nước thì sẽ càng tăng cường các chất thải độc hại ra khỏi cơ thể. Và đã uống quá nhiều, tới 4 đến 5 lít một ngày. Thực ra, việc uống nhiều nước sẽ gây quá tải cho thận. Kèm theo với việc thải các sản phẩm chuyển hóa, các chất độc hại, cơ thể còn thải các dưỡng chất và nguyên tố vi lượng khi lượng nước đưa vào quá lớn. Mặc dù rất quan trọng trong cơ thể, nhưng nếu uống quá nhiều nước, con người sẽ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, thậm chí có thể tử vong. Không chỉ khiến thận làm việc nhiều hơn, mà khi uống quá nhiều nước, thận sẽ phải đào thải luôn cả những dưỡng chất và nguyên tố vi lượng ra ngoài. Đối với những người bị tăng huyết áp, việc uống nhiều nước rất nguy hiểm. Trong một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí uy tín của Ấn Độ cho biết, khi cơ thể tiếp nhận lượng chất lỏng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng máu. Máu sẽ giảm mức natri và gây sưng tế bào, khiến bạn có cảm giác lơ mơ, bị co giật, hôn mê và thậm chí có thể dẫn đến tử vong bởi vì các tế bào não bị sưng. Thứ hai, uống nhiều nước trước bữa ăn. Nhiều người vì muốn ăn ít hơn nên thường uống 1-2 cốc nước vào trước bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định thói quen này không tốt cho sức khỏe. Cơ thể chúng ta mỗi ngày đều cần một lượng calo đủ để duy trì hoạt động. Uống nhiều nước sẽ khiến dạ dày nạp được ít thức ăn hơn. Về lâu dài có thể gây thiếu chất và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba, khi nước tiểu chuyển sang màu trong như nước lọc. Hãy nhìn màu nước tiểu để biết cơ thể đã uống đủ nước hay chưa. Khi nước tiểu có màu vàng nhạt là dấu hiệu cho thấy chúng ta uống đủ nước. Khi nước tiểu màu vàng đậm nghĩa là cơ thể thiếu nước, cần uống bổ sung ngay. Nếu nước tiểu có màu trong như nước lọc thì tuyệt đối không nên uống thêm nước. Hãy quên quy tắc uống 8 ly nước mỗi ngày. Vì nước nạp vào cơ thể còn bao gồm cả nước trái cây, trà xanh, nước dừa và nước chanh. Thứ tư, khi vừa luyện tập với cường độ cao. Khi luyện tập với cường độ cao, cơ thể đổ mồ hôi nhiều gây mất cân bằng điện giải. Chính vì vậy cần phải bổ sung những dưỡng chất cần thiết ngay. Tuy nhiên, chỉ uống nước lọc mà không chứa một chất dinh dưỡng nào sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, dễ gây hạ huyết áp. Khi đó có thể thay nước lọc bằng nước dừa, nước chanh muối, nhưng nên uống ở mức độ vừa phải. Các chuyên gia khuyến cáo người tập luyện nên uống nước như sau: 1-2 giờ trước giờ tập luyện, uống 450-600 ml nước; 15 phút trước khi tập, uống 250-300 ml nước; trong lúc luyện tập, uống khoảng 250 ml mỗi 15 phút. Thứ năm, không uống nước ngay sau khi ăn no. Các bác sĩ cho biết thời điểm uống nước tốt nhất là 30 phút sau bữa ăn. Nếu uống ngay sau khi ăn no sẽ làm loãng dịch vị dạ dày và các enzyme tiêu hóa. Ngoài ra còn gây căng dạ dày, gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sự tiêu hóa. Thứ sáu, không uống nước trước khi đi ngủ. Uống nước trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn phải đi tiểu nhiều. Khi đó hệ bài tiết cơ thể phải làm việc mệt mỏi gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy tốt nhất nên hạn chế uống nước sau 18 giờ. Thứ bảy, uống nước trong khi ăn cơm. Uống nước trong khi ăn có thể gây khó tiêu. Điều này xảy ra vì miệng sản xuất nước bọt với các enzyme rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa lành mạnh. Không những thế, uống nước trong bữa ăn dẫn đến sự giảm tiết nước muối, sau đó thực phẩm không bị phân hủy trong cơ thể. Có thể trở nên độc hại ngay cả khi bạn đang ăn thực phẩm lành mạnh. Hãy nhớ rằng việc tiêu thụ nước lạnh hoặc đồ uống có cồn càng làm cho tình huống thậm chí tệ hơn. Thứ 8. Uống nước ngay khi ăn phải đồ cay nóng.
Vừa ăn một món cay mà đã vội vàng tìm đến chai nước để giải nhiệt sẽ tạo cảm giác nóng rát từ bên trong miệng do phân tử capsaicin gây ra. Vì capsaicin là phân tử không phân cực nên nó chỉ hóa tan được trong các chất không phân cực như sữa. Vậy nên nếu lỡ ăn phải đồ cay nóng thì không nên uống nước để... Nước là phần quan trọng của cơ thể chúng ta, thế nhưng uống nước đúng cách mới có thể đem lại hiệu quả cao. Còn nếu chúng ta uống nước sai cách, sai thời điểm thì chẳng những không có tác dụng mà còn thành độc dược làm hại sức khỏe của chúng ta. Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên rằng chúng ta nên uống nước vào những thời điểm sau đây để giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, uống nước sau khi thức dậy cải thiện tình trạng táo bón. Một lít nước vào buổi sáng giúp ích rất nhiều cho nhu động ruột, đường tiêu hóa, cải thiện chứng táo bón hiệu quả. Nếu bạn đặt ly nước trên đầu giường vào đêm hôm trước và uống ngay sau khi thức dậy, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Bác sĩ chuyên khoa thận cho biết, khi cơ thể nằm xuống rồi ngồi dậy sẽ gây ra tình trạng co thắt ruột, uống khoảng 500ml nước sẽ cải thiện cơn đau nhanh chóng. Nhiệt độ bình thường của nước lạnh có thể kích thích nhu động ruột nhiều hơn nước ấm. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ nước quá lạnh thì sẽ làm ức chế nhu động ruột. Đối với nước ấm có pha chút muối, các bác sĩ nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy điều này giúp việc đại tiện dễ dàng hơn. Ngoài ra, cơ thể tiêu thụ nhiều nước muối sẽ khiến miệng bị khô. Vào buổi sáng, huyết áp thường tăng cao. Do đó, những người bị huyết áp cao nên uống nước ấm vào thời điểm này sẽ rất tốt. Thứ hai, uống nhiều nước trong khi uống rượu để tránh mất nước. Rượu chứa thành phần lợi tiểu, nó lặng lẽ rút nước từ các bộ phận khác của cơ thể, khiến bạn phải đi vệ sinh nhiều lần. Rượu cũng làm giãn mạch máu, tăng nhiệt độ, khiến não và cơ thể rơi vào trạng thái mất nước. Do đó, trong khi uống rượu, đừng quên bổ sung thêm nước cùng một lúc. Điều này có thể làm giảm cơn khát, khô da sau khi thức dậy và giảm đau đầu vào ngày hôm sau. Thứ ba, uống nước khi cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Các bác sĩ cho biết, nước có chức năng điều hòa, giữ ấm, giảm nhiệt. Khi thiếu nước, cơ thể sẽ nóng bức, khô da. Ngoài việc khát nước, lưỡi, môi, lòng bàn tay và chân cũng khô nóng. Một số tình trạng như ho khan, táo bón, khô mắt cũng là do cơ thể thiếu nước. Nếu đột nhiên cơ thể mệt mỏi không giải thích được, lo lắng, cáu kỉnh, đau đầu hay không thể tập trung, đó cũng có thể là do thiếu nước. Hãy thử uống một ly nước mát để khôi phục lại trạng thái đầy sức sống. Đối với người cao tuổi, mỗi khi thay đổi tư thế, có thể gây ra chóng mặt, hạ huyết áp. Ngoài việc thiếu máu thì cũng do thiếu nước. Trung bình cơ thể cần 2 lít nước mỗi ngày, nhưng cần được phân bố đều cho cả ngày. Việc uống nước cũng cần điều chỉnh theo tình trạng hoạt động, chẳng hạn như tắm nước nóng, ở bên ngoài nhiều vào mùa hè hoặc trong phòng điều hòa, thì nên bổ sung thêm 1-2 ly nước. Ngoài ra, các bác sĩ cũng nhắc nhở một số người cảm thấy khó uống nước vì chức năng vận động và tiêu hóa của họ kém. Hễ uống một ly nước sẽ khiến họ bị đầy hơi khó chịu. Nếu cảm thấy uống nước không tốt, đó có thể là dấu hiệu của chức năng lá lách và dạ dày kém. Thứ tư, uống nước trước bữa ăn. Uống nước trước khi ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn và bạn sẽ có thể ăn ít hơn bình thường. Điều này đặc biệt có lợi cho những người có mong muốn giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống tiêu hóa của bạn cũng cần được cung cấp một lượng nước nhất định để dạ dày dễ dàng tiêu hóa thức ăn hơn. Có một ly nước làm ẩm miệng và làm sạch hương vị còn sót lại từ thức ăn, đồ uống hoặc thuốc lá từ trước đó sẽ giúp cơ thể dự đoán bữa ăn mới sắp diễn ra. Thứ năm, uống nhiều nước trước khi bị bệnh. Bạn nên thêm vào thời điểm uống nước quan trọng một trường hợp là bạn sẽ cần uống nhiều nước hơn khi bệnh để cơ thể dễ dàng được phục hồi nhanh hơn. Mục tiêu uống 8 ly nước mỗi ngày với khoảng 250ml mỗi ly vẫn là một mục tiêu tốt cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, thực ra các loại chất lỏng khác như trà, nước trái cây và súp cũng được tính vào tổng lượng nước uống của bạn. Uống nhiều nước không những thúc đẩy việc tiết mồ hôi và bài tiết nước tiểu, mà còn có lợi cho việc điều hòa thân nhiệt, nhanh chóng bài trừ virus gây ra bệnh khỏi cơ thể. Một vài bí quyết sau đây cũng là cách giúp bạn có thể hấp thu được tối đa chất dinh dưỡng và giúp việc uống nước trở nên hiệu quả hơn. Bạn cần uống nước tinh khiết, sạch sẽ, không có chất gây ô nhiễm. Do đó, nếu bạn sử dụng nước giếng hay nước ngầm, thì có thể mua nước đã xử lý để tránh các hóa chất có thể có trong nước uống. Nếu bạn không muốn mua nước đóng chai, bạn có thể gắn một bộ lọc cho vòi nước ở nhà bếp để loại bỏ lên đến 99% chất gây ô nhiễm và làm sạch nước uống. Nếu bạn không chắc chắn về độ an toàn của nước uống, hãy liên hệ với dịch vụ y tế công cộng tại địa phương để được giới thiệu đến các hệ thống xét nghiệm nước. Một chuyên gia có thể kiểm tra nước của bạn và tư vấn cho bạn cách xử lý nếu nước bị nhiễm bẩn.
Ngoài ra, hãy tạo thói quen giữ một ly nước uống gần giường trong trường hợp bạn thức dậy và cảm thấy khát vào ban đêm. Luôn để sẵn ngay trên bàn làm việc một lượng nước vừa đủ cho cả ngày làm việc để không quên uống nước. Dựa vào các thời điểm uống nước khá đơn giản và dễ nhớ trên, bạn có thể yên tâm là cơ thể sẽ luôn được cung cấp đủ nước vào lúc cần thiết. Hãy luôn uống đủ nước để giúp bạn duy trì cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng khi tham gia mọi hoạt động hàng ngày nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.